một cái thiết kế rất là sang luôn các chị ơi. Chị nào mà đang tìm mẫu đi tiệc thì tham khảo ngay cái mẫu này cho em nha các chị. Em này là một thiết kế đầm dạ hội ngắn nè, form xòe nhẹ, với một cái thiết kế rất là sang trọng và nhìn rất là quý phái luôn. Ba tông màu cho các chị ha. Em đang lên cho các chị là màu đỏ đô nè, em có màu xanh đen với lại màu da nữa. Đây các chị nhìn gần cho em, phía trước là phần họa tiết được thêu nổi và có kết cường. Phần tay áo thì sẽ là kiểu tay rớp vai, và bên trong thì bên em cũng sẽ có lót cho các chị mình là tay suông nữa. Phần eo thì kết đá pha lê và xếp ly nhẹ ở phần eo như thế này, mặc lên nhìn cực kỳ là gọn gàng luôn. Váy này thì bên trong là em sẽ có lót chân váy cho các chị một lớp nè. Dáng áo thì eo cao trên rốn, mặc cực kỳ gọn người. Đặc biệt là các chị mà hơi thấp người một xíu thì các chị mặc mẫu váy này lên cũng rất là xinh nha. Bộ này thì mặc vừa nhẹ nè, vừa tôn dáng nè, vừa rất là sang nữa, phù hợp cho các chị mình trong những cái buổi tiệc ha. Em xoay phía sau cho các chị mình coi luôn. Đây, đầy đủ 5 size cho các chị nhà mình nha. Phía sau thì có khóa kéo lên cao như vậy, chất vải có co giãn luôn. Size M, size L, XL, size 2X và 3X nha. Dao động cho các chị từ khoảng tầm là 45 kg cho tới là 75 kg các chị mặc vừa giùm em. Rồi bây giờ em sẽ chuyển qua màu tiếp theo ha.